Ê, xin chào tất cả các bạn. Bữa nay mình nói về đổi tiền nha. Thì vì từ mình mới nhận được một cái bài viết của một người bạn mà không biết là cái người này có căm thù cộng sản tới mức độ nào, thì mình sẽ đọc cái bài viết của người bạn ra. Với lại tin đổi tiền là có thật, thành ra mọi người phải để ý chút xíu ha. Việc cộng cho đổi rất bất ngờ vào thời điểm vừa xong Tết, không ai kịp đi chuẩn bị vàng và ngoại tệ. Mục tiêu là cướp sạch vàng và ngoại tệ của dân, việc cộng ăn cướp rất giỏi. Từ thời Hồ Chí Minh đã biết cướp rồi. Mình không có nói câu này. Để nói về tại sao mà việc cộng nó đã lập ra, mà nó đã dự tính là đổi tiền từ bao lâu, thì bắt đầu mình đọc từ cái bài viết từ lúc này nha. Ngược dòng lịch sử để trả lời lý do tại sao việc cộng phải đổi tiền, để người dân có thể hiểu được nguyên nhân và chuyện gì đã xảy ra. Năm 2008 thì Võ Văn Kiệt bị ám sát, nên năm 2009 thì Việt Cộng đưa Nguyễn Tấn Dũng lên thay. Ông Dũng được cả Lê Đức Anh, Đỗ Mười và Nông Đức Mạnh ủng hộ để thay ông Kiệt. Ông Dũng ngu si, bất tài, nhưng lại mắc bệnh hoang tưởng rất nặng. Ông này đặt mục tiêu hoang tưởng là Việt Nam tự đóng tàu, tự sản xuất máy bay, vân vân. Nên ông ra lệnh lập ra Vinasin, Vinalize, Vina Capital, vân vân, và tăng cường đầu tư vô tội vạ, vô bất cứ dự án nào. Ông này cho xây công trình vô tội vạ, cái gì cũng xây, từ đường sắt cao tốc tới nhà máy Dung Quất, rồi đạm Cà Mau. Nên hậu quả là năm 2011, Việt Nam bị lạm phát 30%, giá hàng hóa tăng quá nhanh, nợ tăng quá nhanh, kinh tế suy sụp. Ông Dũng hốt hoảng bèn tung ra nghị quyết 11 để kiềm chế lạm phát. Nghị quyết này tăng lãi suất huy động lên 27% trong một năm, cấm vàng, cấm tiền US dollar trong thanh toán giao dịch, nên kinh tế suy sụp ngay lập tức. Ông Dũng hoảng quá bèn rút cái nghị quyết 11 thay bằng chính sách mới nới lỏng tiền tệ. Hậu quả là năm 2012, giá hàng hóa, xăng dầu tăng cao, làm cái ghế thủ tướng của Dũng bị lung lay trong đợt đại hội đảng 11. Hai thằng Tư Sang và Trọng Lú suýt nữa đã lật đổ được Dũng. Trọng Lú không dám kêu tên mà phải ấm ức kêu là đồng chí X. Nội bộ đảng cười nhạo Trọng Lú nên Lú thù Dũng từ lúc đó. Qua năm 2013 thì kinh tế Việt Nam càng lún sâu và suy thoái, nợ xấu lên tới 50 tới 60% trong hệ thống ngân hàng, nên Dũng quyết định lại bơm tiền ra để cứu nguy mà không phá sản ngân hàng và bất động sản. Rồi tiền bơm ra lại gây tăng nợ công và tiền mặt là một loại nợ quốc gia. Nợ công quá lớn, ông Dũng thấy hết hồn, biết là trả không nổi nên bàn với Nguyễn Văn Bình, nay còn gọi là Bình Rùi, là phải đổi tiền thôi. Nhưng ngặt nỗi là lại bị bại lộ nên kế hoạch đổi tiền năm 2013 không thành công. Qua tới năm 2015, khoản nợ đã lên tới 10.57 triệu tỷ Việt Nam, tiền Việt Nam đồng, là khoảng 500 tỷ US dollars. Nên ông Dũng quá sợ hãi, bàn với Bình Rùi phải đổi tiền. Không thì bể nợ, nhưng chưa kịp làm thì đại hội 12 ập tới. Trọng Lú lôi kéo Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Ngô Xuân Lịch, Nguyễn Thị Kim Tiến, Phạm Bình Minh và cả Bình Rùi đều cùng phản bội Dũng. Kết quả là Dũng phải ấn ức mà xin tự rút lui, không ứng cử vào ghế tổng bí thư. Sau đó thì Nguyễn Xuân Phúc mới tá hỏa tâm tinh khi thấy đống nợ tới 10.57 triệu tỷ Việt Nam mà ba Dũng bỏ lại. Trong khi đó thì tiền ngân sách đã bị Dũng vét cạn sạch, Nguyễn Xuân Phúc nổi điên, chu chéo lên là có nguy cơ vỡ nợ tài khoản quốc gia để lấy cớ đó cho đổi tiền. Phúc bàn với Bình Rùi là sẽ cho đổi tiền vào năm 2017, nên giờ phải ra nghị quyết trung ương để huy động vàng và ngoại tệ của dân trước. Kế hoạch này gọi là kế hoạch X4, nghĩa là lần đổi tiền thứ tư sau năm 1975. Trước đó, Việt Cộng đã đổi tiền 3 lần vào năm 1975, năm 1978 và năm 1985. Tiền này được in từ bên Tàu do lệnh của Tập Cận Bình. Số tiền này đã được chuyển về Việt Nam từ tháng 8 2016 và đã được Việt Cộng đưa vô Ngân hàng Nhà nước tại Sài Gòn vào ngày 14 tháng 12 năm 2016 bằng 9 chiếc xe container. Tuy nhiên, kế hoạch đổi tiền bất ngờ bị lộ vào tháng 12 năm 2016, nên Việt Cộng mới tìm cách ém nhẹm thông tin và tung hỏa mù như ba lần trước. Theo kế hoạch ban đầu thì sẽ đổi tiền vào tháng 2 năm 2017, và Việt Cộng cũng làm đúng theo kế hoạch này. Việt Cộng quyết định đổi vào ngày 3
vào 3 ngày 6, 7, 8 tháng 2 năm 2017. Vì vậy, người ra lệnh đổi tiền là Nguyễn Xuân Phúc, chịu trách nhiệm thi hành là Bình Rùi và Lê Minh Hưng. Tất cả vàng thu được sẽ đem đi nóng chảy và đúc ra loại vàng mới. Ngoại tệ thì sẽ dùng để trả nợ, trả lương cán bộ, công an và bộ đội. Việc cộng thống kê là trong dân có 500 tấn vàng cùng với 50 tỷ tiền đô Mỹ. Số tiền vàng này đủ cho Việt Cộng duy trì thêm 3 năm nữa. Chắc 3 năm nữa là hợp thức hóa đưa cho Trung nhập vô cái hiệp định thành đô đó. 3 năm nữa là năm 2020 rồi. Nên Việt Cộng bắt buộc phải cướp. Mà muốn cướp thì cách nhanh nhất, dễ nhất là cho đổi tiền. Nghị quyết Trung ương 1 để cướp vàng, cướp ngoại tệ của dân là do Nguyễn Xuân Phúc ký tên. Các tờ tiền mới có chữ ký của Nguyễn Văn Bình. Lệnh đổi tiền là Lê Minh Hưng ký. Sử dụng hình ảnh ngân hàng nhà nước ở mặt sau tờ tiền, màu sắc in và ấn hình do Trung Cộng thực hiện, nên tiền mới lần này nhìn rất giống tiền nhân dân tệ của Trung Cộng. Việt Cộng sẽ đổi tiền trong 3 ngày từ ngày 6, 7 và ngày 8 tháng 2. Có 60% là ngày 6 Tây của âm lịch tháng 2, hoặc là còn 40% là 6 Tây của ngày dương lịch. Thành ra mình phải coi cái lịch, coi 6 Tây của tháng 2 là lịch dương lịch hay là âm lịch nha các bạn. Phải, bởi vì trong 3 ngày đó mọi người phải chú ý coi coi cái lịch của mình nó 6 Tây của dương lịch hay là 6 Tây của âm lịch. Theo mưu đồ của Việt Cộng thì vàng và ngoại tệ sẽ được ưu tiên đổi tiền mới trước, rồi mới tới những người cầm tiền Việt Nam, có nghĩa là vàng với lại tiền ngoại tệ á, nó sẽ cho ưu tiên mình đổi, là tại vì nó muốn gom vàng lại gom tiền tiền ngoại tệ của dân nha. Để ý điểm này. Như vậy thì dân sẽ đem vàng, đem ngoại tệ ra để được ưu tiên đổi lấy tiền mới. Còn những người cầm tiền Việt Nam sẽ được đổi tiền với giới hạn một cái mức rất là thấp. Khoảng 10% số tiền mà người dân Việt Nam có trong tay là tiền Việt Nam đó, sẽ có và phải làm thủ tục chờ đợi để đổi được tiền mới. Có nghĩa là tiền Việt Nam mình nếu mà muốn đổi ra thì mình cầm 100 đồng đi thì mình chỉ đổi được có 10% thôi, có nghĩa là nó chỉ cho mình đổi trong vòng 10 đồng đó mà đổi ra tiền mới thôi, còn 90 đồng còn lại là không có được đổi, mà phải làm thủ tục rất là lâu thì mới được đổi đó. Những người gửi tiền trong ngân hàng sẽ không nhận được một đồng tiền mới nào vì tài khoản của họ sẽ bị bốc hơi hết. Tin ngân hàng cướp tiền đã được cảnh báo từ một tháng trước. Tỷ lệ đổi tiền sẽ là một đồng ăn một đồng tiền mới. Theo lý luận của Việt Cộng thì đây là đồng tiền mệnh giá thấp nhưng có giá trị cao. Nhưng một đồng tiền mới chỉ đưa được mua được một chừng một ký gạo hạng bét, loại trước đó bán 10.000 đồng một ký, ăn cứng ngắc khô khốc, nên mọi người đừng có tưởng một đồng là nhiều. Còn các tờ tiền 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng và 500 và 5.000 đồng thì vẫn còn xài được trong 3 tháng sau khi đổi tiền. Theo lý luận của Việt Cộng thì đây là hai đồng tiền lưu hành song song sẽ tốt cho sự phát triển toàn diện của nền kinh tế. Và đây là lý do mà Việt Cộng không in ra thêm tiền lẻ trong 3 năm nay. Có nghĩa là những cái tờ tiền nhỏ nhỏ nó sẽ không có đổi mà nó vẫn tiếp tục xài. Sau khi mà đổi tiền thì 3 tháng sau mình vẫn tiếp tục xài những cái tờ tiền nhỏ. Thời gian đổi tiền chỉ có 3 ngày mà thôi. Từ sáng ngày 6 tháng 2 tới khuya ngày 8 tháng 2 là hết hạn. Sau khoảng thời gian này thì số tiền cũ sẽ không còn giá trị gì nữa. Đây là âm mưu để cướp tiền của dân, không cho dân đổi được tiền mới. Và từ đó, Việt Cộng mới ép dân phải bán vàng, bán ngoại tệ US dollar ra để đổi lấy tiền mới. Ngoài mua ngoại tệ và vàng, mọi người hãy nên chuẩn bị tiền, lấy hết những cái tiền Việt Nam mình ra bây giờ đi, phải mua thêm đồ ăn nữa, là tại vì sau khi mà nó đổi tiền á, nó sẽ bán những cái gạo, những cái món ăn mà mình xài mỗi ngày như là gạo rồi nọ, là nó bán theo đầu người như cái thời mà bao cấp vậy đó. Thì trong cái bài viết này nó cũng nói như vậy, là nên mọi người phải mua gạo, mua thức ăn, mua thuốc rồi dự trữ trong nhà. Bởi vì có thể sau Tết Việt Nam mình là sẽ có sự biến động mới rất là sẽ có cuộc nào đó đứng lên của trong nước đó, là tại vì đất nước của mình đang rất là nguy ngập. Rồi có một người bạn hỏi là nhà băng HSBC, ngân hàng nhà HSBC của Việt Nam có bảo đảm hay không, bởi vì em này nghĩ là cái ngân hàng HSBC là của người nước ngoài. Thì chị không có biết là ở bên
trả lời với em là không có biết là cái ngân hàng HSBC này ở trong nước nó bảo đảm như thế nào, nhưng mà cái ngân hàng, cái chữ HSBC á, viết tắt là Hong Kong Shanghai Banking Corporation, thì á, cái ngân hàng này là cũng thuộc loại của Trung Quốc. Ngày xưa ở bên Mỹ á, nó có nhiều cái chi nhánh ở bên Mỹ lắm, nhưng mà nó chỉ tập trung trong tiểu bang New York mà thôi. Nhưng mà sau này thì nó không còn nữa, nó đã rút ra hết rồi, nó đã đem đi hết rồi, nó không có còn cái ngân hàng HSBC ở tại Mỹ nữa. Thì á, ở trong nước nếu mà ngân hàng HSBC á, thì là cũng là của đàn anh của Việt Nam đó, là nó viết tắt của chữ Hong Kong Shanghai Banking Corporation, thành ra nó cũng không có phải là của nước ngoài gì đâu. Nếu mà lúc mà ngày xưa nó ở trong New York, tiểu bang New York đó, thì là của Mỹ, thì nó có là Federal Reserve Federal Insurance, là bảo hiểm của chính phủ, thành ra ở trong nước Mỹ thì nó vẫn bảo đảm, nhưng mà ở bên Việt Nam thì hoàn toàn không có biết, thành ra không có trả lời được câu hỏi này của em ha. Còn bài viết nó cũng nói là mọi người nên mua vàng với lại tiền đô, nhưng mà tiền đô á thì nó sẽ rất là dễ xài hơn, là tại vì nhất là cái tờ tiền đô mới á, thì mình quên đem cái tờ tiền đô mới ra chỉ cho mọi người rồi. Những cái tờ tiền đô mới đó thì sẽ rất là khó mua được tiền giả, với lại mình đã từng chỉ qua là cách xài, nhìn cái tiền giả như thế nào, nhận biết được cái tiền giả như thế nào, thì mong mọi người phải chia sẻ ra cho mọi người biết thêm. Vàng á, mình mua thì phải mua vàng 24, đừng có mua những cái vàng khác. Những cái vàng quốc danh là có rất là nhiều vàng rất là giả, nhưng mà lúc mà mình bán đi thì nó sẽ làm những cái test, những cái testing vàng á, là nó nói là ô vàng này không đủ tuổi hay là nọ không đủ tuổi, thì mình sẽ rất là bán khó bán ra nữa, và phải làm nhiều cái thủ tục khác nha, phải chờ đợi nữa, thành ra rất là khó. Còn tiền ngoại tệ lúc nào mình bán ra cũng được, mà mình đem bất cứ đi nước nào hay mình ra khỏi nước mình xài nó cũng được, thành ra mình khuyên là nên mua ngoại tệ. Còn mua vàng thì mua vàng 24, là tại vì cái đó là pure gold, thành ra vàng 24 là cũng bảo đảm hơn. Còn tiền thì mình mua đồ này nọ, mình xài ngoại tệ thì mình có thể đổi những cái tờ tiền nhỏ, mình xài nó cũng dễ hơn. Thì đó là một cái bài viết mà nói về đổi tiền. Còn ngày hôm qua nói chuyện rất là nhiều người thì những cái bạn ở trong nước nói là tại sao mà cứ phải kêu đứng lên rồi đánh đuổi bọn cộng sản này nọ. Thì các bạn cứ nghĩ đi, nếu mà đợt này là, nếu mà chúng ta đứng lên, đây là đợt sống còn của dân tộc, đảng cộng sản mà thua thì chỉ là mất một cái đảng, còn chúng ta đứng lên mà thua là một dân tộc, là một quốc gia, 90 triệu dân người Việt Nam ở trong nước sẽ bị tiêu trong cái tay của đảng cộng sản Việt Nam. Là tại vì hiện tại bây giờ là Trung Quốc nó tràn lan ở trong nước Việt Nam mình, cái hầm mà cái đường hầm mà bí mật mà bữa hổm mình nói ở Hà Tĩnh á, thì đã có cái video nói rồi, là đã có người lên tiếng rồi, là đường hầm đó là bắt đầu bí mật từ Bảo Lộc tới Đồng Nai đã làm xong rồi, và vô đèo là đèo B740 của Bảo Lộc, đầu ra là được ngay tại chúng ta, ngay nhà máy Formosa đó, thì nó đã cho test rồi, nó đã cho xe chạy qua rồi, mà cái hầm đó nó đủ lớn để cho xe tăng chạy ra vô nữa. Thành ra nếu mà cứ nghĩ đi, nó đem xe tăng, nó đem súng đạn vô, nó đem quân lính của Tàu vô tại nước Việt Nam mình, mà có một cái gì đó, nó thí dụ như bây giờ nó muốn đánh chiếm Sài Gòn, nó có thể là nó đánh chiếm rất là dễ dàng, nhưng mà nó sẽ tung mấy cái lính rồi xe tăng rồi pháo đạn ra để đánh chiếm Sài Gòn, thì để nó co ra ngoài là nó là có đủ sức mạnh để đánh chiếm, chứ không phải là mình tự nhiên mình dâng nước, thì nó sẽ ra ngoài với nước Việt Nam mình như vậy. Thì nó đã có sẵn mọi người ở dân lính, quân lính của nó trong nước của mình, nó ra nó đánh mình rồi, thì nếu mà dân của mình á bị cái gì thì chạy đi đâu mà trốn, mà trong khi đó nó có sẵn đường hầm, nó có sẵn mọi thứ hết trơn, nếu mà quân lính của nó bị cái gì nó chạy xuống đường hầm nó trốn, thì nó có chỗ nó trốn, nó có chỗ nó núp, còn dân của mình làm đi đâu và chạy đi đâu bây giờ. Thành ra mọi người á, đừng có thờ ơ với đất nước nữa. Còn nếu mà mọi người nói là nếu mà có bằng chứng đi ra vô đoạn quay chỗ cái cảnh này, làm sao mà có bằng chứng cho mấy bạn coi được, khi mà cái chỗ này nó rất nghiêm ngặt, đi ra vô phải trình những cái thẻ ID hoặc là lăn dấu tay mới được ra vô những cái chỗ này, thì dân Việt Nam mình nó muốn chiếm nước của mình làm gì nó cho dân Việt Nam mình vô đoạn lấy bằng chứng. Thành ra mọi người có tin hay không là chuyện của mọi người, nhưng mà một khi đất nước nguy biến á, các bạn đều là nạn nhân, mọi người đều là nạn nhân của cái cuộc chiếm này của Trung Quốc lại cộng sản Việt Nam. Thì hỏi cái câu không hiểu.
Tự nhiên nói cái gì quên mất. Còn ngày hôm qua có nhiều bạn hỏi là bạn ơi phải làm sao chứ bây giờ dân của mình nó rất là thờ ơ, họ không có quan tâm với tình hình đất nước, mà đất nước thì rất là nguy kịch kịch mà không có ai mà quan tâm hết, kêu mọi người đứng lên đặng mà đòi hỏi sự biểu tình đồ này nọ khó quá. Thì có ý kiến gì hay không? Thì mình thật sự là mình cũng biết được là người dân hiện tại bây giờ á, là rất là thờ ơ với tình hình đất nước hiện tại, mà trong khi đó đất nước Việt Nam mình ngày hôm nay rất là nguy ngập. Thành ra kêu gọi mọi người rất là khó, bởi vì mọi người cứ hả mấy anh thanh niên thì tối ngày nhậu chui đầu vô những cái quán nhậu, còn những người khác thì nói là ô ai biểu tình thì tôi chỉ đứng ngó thôi. Vậy được, vậy khi mà các anh chị á có một cái số người nào đó quyết định đứng lên biểu tình, mình nghĩ là nên làm tắc nghẽn những cái đường giao thông hết, làm kẹt xe hết, không cho mọi người đi làm, không cho mọi người đi học, bắt mọi người, kỳ này mình không khuyên nữa mà mình phải bắt mọi người phải tham gia, là tại vì á mọi người sống trên đất nước Việt Nam, mọi người công nhân của nước Việt Nam thì phải có trách nhiệm bảo vệ, không có phải là đợi người này làm hay là người kia làm, mà mình phải bắt ép họ ra để mà làm việc, để cho toàn bộ hả nước Việt Nam lúc những cái thành phố lớn, những con đường lớn nhỏ, vô những cái hãng xưởng, nhưng vô những cái trường học đều bị kẹt giao thông hết, mà không cho họ đi làm, không cho họ đi học, bắt buộc họ phải tham gia xuống đường biểu tình với mọi người và tham gia để giữ lại đất nước. Không có ai mà được quyền nói là tôi không có làm cái gì, tôi cần phải đi làm. Vậy mọi người đều phải đi làm, vậy ai là người sẽ giữ lại đất nước ngày hôm nay đây? Chúng ta đây là cuộc sống còn của dân tộc, thành ra mọi người phải tham gia. Cứ làm tắc nghẽn hết tất cả các giao thông ở trong đất, ở trong nước thì mọi người bắt buộc phải tham gia thôi. Và hả nếu mà như là cái bài viết lúc trước á mình có đọc qua, là bài viết là trước khi biểu tình phải làm cách nào á, thì như cái bài viết đó nói á là phải chiếm đóng những cái chỗ mà nó phát thanh ra, mình lên mình phải dùng những cái loa đó nói lên cho mọi người dân biết là tất cả chúng ta đang trong cái tình thế rất là nguy ngập. Trung Quốc hiện tại bây giờ nó trong nước của mình, nó không phải là còn giặc ngoại xâm nữa đâu, mà nó là giặc nội xâm đó. Nó đánh tại nó từ trong nước mình nó ra, nó đánh mình đó, thành ra nó đã thành là nội xâm rồi, không có còn là ngoại xâm nữa. Hùng Văn Vương nói phải tham gia hết. Đúng rồi, thì mình bây giờ hả là mình bắt mọi người tham gia. Bây giờ đã khuyên nhiều lần, đã nói rất là nhiều nhiều cái video lên nói là mọi người đều khuyên là mọi người phải nhìn về hiện trạng đất nước ngày hôm nay để mà đứng lên. Nhưng mà hầu như là chỉ có một cái nhóm nhỏ nào đó, những cái nhóm nhỏ nào đứng lên, 1-2 ngàn người không thể nào cứu được 92 triệu dân trong nước. Thành ra mình phải bắt ép mọi người phải đứng lên cùng mình bằng cách là phải cho mọi người, không cho mọi người đi học, không cho mọi người đi làm, mình phải chặn hết những cái hãng, những cái con đường lại hết, những cái giao thông lại hết, là bắt buộc mọi người phải tham gia với mình. Thì bây giờ là cái đó là cái suy nghĩ của mình, cái nhìn của mình, là tại vì không có ai muốn để ý tới tình hình đất nước thì mình bắt người ta phải làm. Bây giờ không có còn khuyên được nữa. Chính xác hả? Thì hy vọng là mọi người đã làm được như là một cái nhóm nào đó. Còn nữa, bạo động mà không có bất bạo động không có còn thích hợp nữa, bởi vì Trung Quốc nó có cả xe tăng, nó có cả pháo binh, nó có một cái đội quân ngay tại trong nước của mình, nên nhớ hiện tại nó là giặc nội xâm, không còn giặc ngoại xâm nữa. Nó đã làm những cái đường hầm để nó có cái đường thoát lui, nó có đường đưa đạn, đưa quân lính vô nước của mình, thì nó đã tính trước mình rồi, thành ra nó không có còn là giặc ngoại xâm nữa, mà nó hiện tại nó trong đất nước của mình nó là giặc nội xâm rồi. Thành ra mọi người phải rất là cẩn thận, rồi phải là tổng tổng biểu tình, tổng xuống đường hết, có nghĩa là mình phải bắt buộc mọi người làm cùng mình không khuyên nữa, mà phải bắt buộc là mọi người cứ tính toán cho thiệt kỹ đi, chặn tất cả các ngõ hẻm vô những cái thành phố lớn, những cái chỗ nào có hãng xưởng, không cho dân đi làm, không cho dân ấy. Nhưng mà trước khi làm mọi người phải biết được là phải hợp với nhau, phải liên lạc với nhau để cho mọi người có một cái cuộc tổng biểu tình cùng một giờ, cùng một ngày, mà phải kéo dài ra, đừng có 1 ngày 2 ngày không giải quyết được, 1 ngày 2 ngày chỉ là làm trò cười thôi chứ không có làm được cái gì hết trơn á. Thành ra mọi người chúng ta phải cùng nhau quyết tâm là phải làm nhiều ngày nhiều giờ và phải rất là mạnh nữa. Đây là cuộc sống còn của dân tộc, thành ra cái đảng nó chết thì chỉ có 4 triệu đảng viên chết thôi, cái đảng nó mất. Còn mình mà thua đợt này là một dân tộc, một quốc gia sẽ biến mất. Thành ra mọi người phải rất là thật mạnh mẽ đứng lên. Để bởi vậy cái bản nhạc mà mình mới vừa dặn là hát cho những xác người á, thì mình nhớ lại cái cảnh của Tết Mậu Thân năm 1968, hình như là nó muốn tiêu diệt người ở dân ở Thừa Thiên Huế hết. Thành ra đợt này cái Tết năm nay của mình sẽ rất là thê thảm, bởi vì có nhiều bạn nhắn vô là Tết rất là nhạt, không có còn có thấy cái mùi vị cái Tết nữa. Thành ra
xung quanh nói tới Tết thì sau lưng của mình là cây bông mai. Còn bữa hổm cái livestream vừa rồi, người bạn gõ cửa là tặng cái chậu bông cúc này. Thành ra bữa nay đem ra để khoe với mọi người. Tất cả mọi người tổng tiến công biểu tình phải, thành ra mọi người phải có một cái sự chuẩn bị, nhất là chuẩn bị về thuốc. Những cái bệnh viện, nếu mà các bạn chiếm được những cái bệnh viện á, thì nên chiếm được đầy luôn. Là tại vì nếu mà nó có vũ khí mà người dân mình bị thương thì mình phải chiếm những cái bệnh viện đó để mà lấy thuốc, lấy những cái đồ mà cần phải băng bó đó để giúp đỡ lẫn nhau. Thì mọi người cũng phải nên làm, là tại vì bây giờ mình không thể nào đấu tranh mà không bất bạo động nữa, bởi vì nó không có hợp trong thời thế ngày hôm nay, là tại vì quân lính của nó quá đông, mà nó có đầy đủ vũ khí, nó đầy đủ mọi cái phương tiện để nó đánh trả với mình, mà để đến cướp đất của mình, cướp miền Nam của mình thêm một lần nữa. Thì mọi người phải phải chuẩn bị rất là nhiều tinh thần, từ đồ ăn, thức uống và thuốc men. Thì mọi người, mấy cái thứ đó là những cái thứ cần thiết lúc mà chúng ta đứng lên. Với lại sau khi đổi tiền thì không có còn, nó không có còn bán đồ ăn theo như là gạo này nọ, thì mỗi đầu người nó chỉ có bán, chẳng hạn như một đầu người thì nó bán 1 kg gạo, mà 1 kg gạo đó xài trong vòng 1 tuần lễ chẳng hạn như vậy. Thành ra mọi người cũng phải chuẩn bị trước. Nhưng mà những cái vùng mà có nhiều bạn nhắn vô nói là những cái vùng mà hẻo lánh, những cái khu vùng mà xa, người dân chưa có biết, không có internet, không có cái gì để mà tiếp xúc ở ngoài để mà biết được rõ tình hình ngày hôm nay, thì những cái ai mà có đi đi xe hay là đi có cái dịp để mà đi xe để về đó, thì kêu gọi mọi người hãy chuẩn bị đồ ăn đi, bị những cái vùng đó rất là nghèo, họ không có biết, là lỡ mà có cái gì xảy ra thì họ là những người là bị thiệt thòi nhiều nhất, trước nhất nữa. Thành ra mọi người chúng ta phải lan rộng ra để cho mọi người đều chuẩn bị, để mình phải lo chuẩn bị tấn công, chứ mình không có lo giúp cho những cái người mà khó khăn hơn mình. Có người nói là cần các em sinh viên rất nhiều, thì mình đã nói rồi là những em sinh viên đó mình không cho đi học luôn. Có nghĩa là ai mà nói là tôi phải đi học hay là tôi phải đi làm, chặn lại hết, không cho người nào đi học, không cho người nào đi làm. Bây giờ là mình bắt buộc người ta làm chứ mình không có khuyên người ta nữa. Thành ra hả, là mình cứ bây giờ không có còn nói mà cần sinh viên hay là cần những cái nhà trí thức nào đứng lên hết. Mình không cho người ta đi làm, không cho người ta đi học, bắt buộc người ta phải nhập vô cái nhóm của mình thôi. Bây giờ người ta không muốn làm, họ cũng phải đứng đó để mà chứng chứng xác nhận được là đất nước của mình đang tệ hại như thế nào. Thì người ta sẽ từ lúc đó, từ người ta sẽ nhận thức được thôi. Bây giờ cứ ngày nào cũng khuyên khuyên hết, thì chừng nào tới chừng mà người ta nhận thức được, chắc đất nước của mình nó đã tiêu hết trơn rồi. Bây giờ mình phải bắt người ta đứng đó xác nhận được là cái tình hình đất nước của mình nó tệ như thế nào. Thì á, mọi người chúng ta phải bắt người ta đi, không cho đi học, không cho đi làm, mà phải bắt người ta bãi thị hết, phải xuống đường với mình cùng một lượt. Trời, nó bắn tét đầu mà kể hy sinh cho 90 triệu con cháu lạc hồng hả? Mình cuộc đời ai cũng có sợ sống sợ chết hết á, cũng có sống có chết nữa, nhưng mà mình sống mình chết theo cách của mình, thì mà nó phải là một cái cuộc hãnh diện, chứ đừng có mà sỉ nhục. Thành ra cái đó là cái sự không có đa không có hối tiếc đâu. Thảo Hoàng nói là phải tổng phản công thôi hả? Vậy Thảo Hoàng cũng phải chuẩn bị nha, kêu bạn bè của mình lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần, bởi vì mình nghĩ là sau khi cái đợt đổi tiền này á, là dân sẽ rất là loạn đó, là tại vì sẽ rất là nhiều người đói khổ và rất là nhiều người sẽ mất mát rất là nhiều, là tại vì những cái cuộc đổi tiền ngày xưa mình nếu mà coi về lịch sử á, thì là những cái cuộc đổi tiền lúc nào dân cũng là người bị thiệt thòi nhiều nhất. Thành ra những cái gì mà mình có thể làm được ngày hôm nay thì mình bắt buộc phải làm, mà những ai không tin về cái chuyện đổi tiền này thì cứ giữ tiền Việt Nam đi. Thì sau khi ngày 6, 7 và 8 thì tự nhiên biết liền chứ gì. Lúc đó là đừng có ngồi đó mà khóc lóc hay là trách là ô nói láo hay nói xạo hoặc là bất cứ cái gì hết. Thà tin có còn tin không, sống trong cái thời mà bao cấp của Đảng Cộng sản ngày hôm nay, với lại cái đảng này nó rất là khát máu, nó rất là nghèo rồi, nó đã không có còn tiền nữa. Chỉ có một con đường duy nhất mà để duy trì được cái Đảng Cộng sản ngày hôm nay á, là cướp tiền của dân để mà duy trì tiếp tục thôi, chứ mà ngoài ra không có tiền là không có cái gì nữa, cái đảng nó sẽ mất liền. Thành ra nó bắt buộc nó phải ra tay để nó cướp tiền cướp vàng, mà mọi người cũng đã thấy rồi đó. Nếu mà mọi người không có cái sự tin tưởng nào đó thì cứ lên tìm những cái website mà đọc, bởi vì những cái bài viết này là đã đăng lên những cái website hết trơn rồi. Việt Nam Express với lại cà phê Đa Việt Nam, là những cái tin tức này nó đã có từ mấy năm trước rồi, mà những mấy năm trước nó đã dời đi, nó đã push back cho tới ngày hôm nay á, thì mọi người cũng phải
tin đó thì là vậy, thì cho phần 50-50 đi, giữ cái tiền nhỏ nhỏ Việt Nam thôi, đừng có giữ những cái tờ tiền lớn Việt Nam nữa, mà giữ những cái tờ tiền nhỏ thôi, bởi vì sau khi đổi tiền những tờ tiền nhỏ vẫn còn lưu hành, vẫn còn xài được, thành ra mình giữ những cái tờ tiền nhỏ thôi, đừng có giữ những cái tờ tiền lớn, bởi vì bây giờ nó không có còn là cái đất nước hòa bình hay là hạnh phúc như mọi người nghĩ đâu, thành ra mọi người đừng có cộng sản hết tiền thì nó bán nước, thì nó đang bán dần dần người đó. Bây giờ cái đất nước của mình á, các bạn có biết như là cái tấm hình mà cái da beo không, mỗi một cái khúc của đất nước của mình nó bán cho một nơi, một người, một cái vùng nào đó, nó cứ bán một khúc, một khúc, một khúc thì cho Đại Hàn, một khúc thì cho Nhật, còn một nhiều khúc thì cho Trung Quốc. Cái nước của mình còn cái nước của mình hay không, bây giờ mình muốn sống như vậy hay là mình muốn làm nô lệ suốt kiếp, rồi không phải suốt kiếp đâu mà là đời kiếp này qua kiếp nọ nữa đó. Thành ra thà là mình á nói đứng lên đau khổ một lần còn hơn là kiếp này tới nói kiếp 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 kia, mà mình á, là trong lịch sử thì nó là 4.000 năm lịch sử, chẳng lẽ tới giờ phút này thì lại mất luôn cái lịch sử đó luôn hả, thì nó rất đau lòng đó. Bảo Tôn nói là các em trẻ có thể vô hiệu hóa xe công cụ là dùng cách bất cứ vật thể nhét vào ống khói xe thì sẽ không chạy được. Nếu mà muốn cần phải làm thì mọi người tự nhiên sẽ suy nghĩ ra được, bởi vì mình nghĩ là Việt Nam là hả mấy cái trộm giặc giỏi nhất mà, thành ra sẽ suy nghĩ được cách nào đặng mà phá cái này trộm cái kia. Thì bây giờ những cái người mà ra những cái idea, những cái ý kiến mà nhỏ nhỏ để mà chặn hết những cái giao thông của những cái ngõ ngách của Sài Gòn, Hà Nội, những cái thành phố lớn nhỏ đều chặn lại hết, bắt mọi người phải dồn về mà không cho họ đi đâu hết, không cho họ hoạt động cái gì hết. Mọi người phải cùng nhau chung tay lại, tổng biểu tình, tổng tấn công lên, chứ bằng không là không thể nào cứu vãn được nữa. Hạnh Dung nói là chiến tranh tới rồi mấy đứa ơi hả? Người ta nói là không phải là nói giỡn, nói chơi đâu. Phải có bằng chứng, phải có những cái gì đó người ta thấy người ta mới dám nói đó. À, đứng lên như con sáo vậy. Lê Kim Hình nói là đứng lên như con sáo vậy, ném bom xăng vô đồn công an. Thì những cái đồn công an là những cái đồ mà như ngày hôm qua có một bạn trẻ hỏi là chị ơi hàng nóng, mới đầu nghe hàng nóng thì cũng chẳng có hiểu hàng nóng là cái gì, nhưng mà nghe một chập thì là mình biết rồi. Ô hàng nóng có nhiều lắm em, nó có nằm trong mấy cái đồn công an á, nhất là những cái tay công an nó đeo đầy trên người nó đó, thì các em vô mấy cái đồn công an đó là hỏi thăm nó là có hàng nóng liền à. Bây giờ mà cũng có người còn hỏi đổi tiền là thật hả, thì đừng có hỏi nữa mà phải để ý đi, nó thật hay không thật là tự nhiên mấy tuần sau là biết liền phải không. Ok, gần sắp Tết rồi, bữa nay là đã 28 Tết mà mọi người vô than thở với mình rất là nhiều, là buôn bán rất là ế ẩm, không biết năm nay cái Tết nó có được như thế nào. Thì bây giờ mình đã biết là cái Tết năm nay nó sẽ không có được vui vẻ như mọi năm đâu, thành là mặc dù như vậy nhưng mà vẫn chúc mọi người có một ngày thật là an lành, một cuộc sống thật là vui vẻ cùng gia đình trong năm nay. Rồi sẽ gặp lại các bạn trong dịp khác, bye bye.